Hôm nay lại tiếp tục độ xe cho một idol lắp một mã màn hình liền cam đáng lắp nhất 2024. Cùng mình xem là ai nhá. Anh, xin chào anh. Ừ, em à. Biết anh lâu rồi mà hôm nay mới được gặp mặt. Ừ, hay quá. Hôm nay thì anh qua lắp mã màn hình liền cam 360 ạ. Ừ, anh qua lắp màn TechPad này. Dạ, thế anh cho em biết là lý do tại sao anh lại chọn mã màn hình này được không ạ? À thì cái thứ nhất là anh thấy là phù hợp với giá tiền. Cái màn này đang sale xuống anh Trung là sale 8 triệu 8 đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Cái thứ hai là tích hợp cả 360 và Android. Dạ. Và cấu hình thì khỏe, RAM 4GB, thế là hợp anh là anh quất thôi. Dạ vâng, xe của anh thì đội ngũ bên em đã thi công xong rồi, thì bây giờ mình cùng vào trong xe để trải nghiệm một chút anh nhé. Ok. Dạ. Đây là chiếc màn hình TechPad TX24360 khi đã hoàn thiện lên xe của anh này. Anh thấy thế nào? Đẹp đấy chứ nhỉ? Dạ vâng, mặt dưỡng cũng zin theo xe luôn này, chít thì tua rất là đẹp. Mà có những chức năng gì giới thiệu anh đi? Đầu tiên thì kể đến là camera 360. Ôi trời. Đó, anh thấy không? Siêu sắc nét luôn này. Đấy. Đây là 3D nha. Hay quá, 3D thế nè. Đấy, phía sau này. Sau rồi. Đấy, đúng rồi. Phải à? Trước à? Ui hay quá nhỉ? Sau luôn này. Nét đấy chứ. Ngoài ra nhá, chiếc màn hình này thì chạy hệ điều hành Android nên nó sẽ có đầy đủ các tính năng này. YouTube ẩn không quảng cáo, VTV Go này, hoặc là có cả cửa hàng CH Play anh tải thoải mái ở trên này luôn. RAM 4GB nên anh sử dụng cực kỳ mượt mà nhá, yên tâm nhá. Anh thấy cái gì hay hay đấy. Bản đồ Việt Map Line chỉ đường và cảnh báo tốc độ anh ạ. Đây này, đấy. Anh thì hay viết nhanh nên chắc là phải cái này là bí rồi anh nha. Vâng. Đấy, anh đi những cái cung đường mà anh chưa quen ấy thì nó có hiển thị tốc độ ở trên này luôn thì rất là dễ. Ngoài ra còn nữa này, anh ra lệnh giọng nói trên vô lăng, anh thử luôn đi. Đấy, đây đúng không? Vâng, anh thử luôn. Mở video, nhạc, bay lắc. Đấy. Có không? Có chứ. Đang mở video bay lắc. Bay lúc nào cũng được anh ạ. Đâu? Xôi. Thế nào? Đấy, bản đồ vẫn hiển thị tốc độ ở phía trên này. Nào, bay cái nào. Dạ, rất cảm ơn anh hôm nay đã qua ủng hộ Trung Auto. Cái thứ nhất là anh cảm ơn tất cả anh em đồ xe là đã đồ tranh màn hình rất là ưng ý. Cái thứ hai là anh cảm ơn anh Trung Auto là đã sale màn hình giá rẻ nha. Đấy, anh là lái mới nên là anh rất cần cái 360 này. Với cả là anh hay đi quay xa ấy, cần cái Việt Map để cảnh báo tốc độ cho nó an toàn.